Thấy Đạt làm được không chị? Đẹp, nó làm nhanh luôn. Dạ hả? Nhanh nhưng mà Đạt có làm chất lượng không? Chất lượng. Không phải là có trên clip nói nha mà không, hỏi có thiệt. Đó em nói là chị nói thiệt đó, nó làm được lắm. Nó làm y như là chủ nhà. Cảm ơn mấy chú đó rất nhiều. Nói chung là chị bằng cả đời chưa có cắt được cái nhà đấy hả? Ê Phan nghe một chú rồi. Dạ hả? À, dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện nay vào 2 giờ rưỡi chiều ở Việt Nam với cô bác quý anh chị. Và Bùi Hồ đang có mặt tại nhà chị Loan. Và hôm nay là ngày xây, cũng hơn một tuần xây của nhà chị Loan rồi. Và hôm nay thì mình muốn quay thước phim này lại cho cô bác quý anh chị xem về cái tình hình xây của nhà chị Loan. Hai mẹ con mà sống ở trong cái căn nhà mà một nát và tắm không có chỗ thay cô bác quý anh chị. Bây giờ các anh em thợ ngoài sao vẫn đang đi là đang làm nè. Công trình này là xây lên gạch tường thì vẫn còn xong. Thì bây giờ mình sẽ nói sơ sơ cho cô bác quý anh chị xem về cái công trình của mình nha. Đây. À, thì cũng xin nhắc lại cô bác quý anh chị luôn là nhà của chị Loan thì được chú Hồng, chú Phước, chú Ban ở Canada với lại chú Kevin Trần ở Mỹ hỗ trợ. Thì anh em vẫn đang tích cực xây nè. Thì cái nền nhà mà từ ở dưới cái mặt đường dưới này cô bác quý anh chị lên tới phần ở trên là 5 tấc và một mặt lồi và một mặt thụt vô như thế này. Cái mặt lồi vô đây thì khoảng ra ngoài kia khoảng 2 mét. Và chừng nữa mình sẽ bơi cái phần này luôn, bơi chống thấm cái phần này. Ở ngoài đây có một cửa sổ. Và ở đây người ta cái cửa đi vô nè. Đường này vô đâu được hả ta? Được, chung ngang ha. Không đi ra nhà sau quay tới. Vòng ra nhà sau luôn. À. Có gì đâu. Và cái tường đó. Chị. Nắng quá hả chị? Và ở bên đây thì có một cái cửa sổ với một cửa sổ bên đây. Ở mình sẽ đi đường này cho cô bác quý anh chị xem. Ở ngoài sau thì có một cửa chính chỗ này. Cửa này thì Đạt nói là làm bằng sắt nên rất là kiên cố luôn. À, ở ngoài sau đây nè. Ở bên đây thì cái phần này thì sẽ là cái phần bếp á, nên thành thử ra là có một cái cửa. À, và Đạt ở đây thì đổ bằng tất cả các phần này thì đổ bằng bê tông hết à. Là bề dày là 20 cm đó cô bác quý anh chị. Vuông 20 cm vuông á. Đó, có một cái cửa ở đây rất là lớn nè. Ở bên đây á thì có một cái miếng lam. Ở đây thì khu vực này là nhà vệ sinh, nhà tắm sẽ chung ở đây luôn. Đó, thì bên đây có một cái cửa sổ. Bên đây có một cái cửa sổ, bên đó có một cái cửa. Với bên đây hai cái là tổng cộng có 4 cái cửa sổ nè. Thì hôm nay xây hôm qua nay cũng có tăng cường thợ thêm nên thành nữ là xây gần xong rồi. Và Đạt thì vẫn đang đổ cái đó được, đang đổ đà ngang. Này là đà ngang thanh thật. Đà ngang. Ở trên đó là đổ đà ngang hết luôn. Giáp vòng hết, giáp vòng cái nhà hết. Giáp vòng nhà hết. À, ở đây thì có chỗ này thì mình có thể cho bé nó để cái bàn học được ở chỗ này luôn nè. Nhà cô bác bên chị thấy cuốn lên, nhìn thấy nó rất rộng luôn. Cái khu vực này á, từ đây qua đây nè, đây là một cái lối đi vào thẳng vô đây. À, và đây qua đây thì đây là một cái phòng ngủ ở chỗ này. Qua đây đẹp mới đủ. Đổ cái nào trước á, khúc nẹp bớt đi. Làm mấy nè? Vô để chiếc kẹp. Đi chơi chiếc nẹp bớt đi, để hơi lát thiếu á. Bên đó cũng không có đủ vậy. Ở khu vực này thấy mình lúc mà mình thấy xây ở dưới cuốn ở dưới á, thấy nhỏ lắm. Nhưng mà vô cái khu vực này có cửa sổ đó ngồi học bài luôn là rất là ngon lành luôn. Cái khu vực này là làm giống như là một cái hành lang á. Và cái hành lang này thì chừa một hình vuông như thế này. Ra trước chiều thì mẹ con có thể ra đây ngồi chơi ở khu vực này trước này. Bên đây là dùng để học, có cửa sổ ngoài kia luôn. Còn bê tông đổ này luôn. Ủa cái đó là mình đổ ngang hết luôn bên đó luôn hả anh? Nhưng mà cái đà ngang này bự ghê ha. 20 hả? Không, 15 à. À. Bỏ ba này xuống đây rút vàng rồi. Vậy là bữa nay tăng cường đổ này là mình tới tiếp tục mình lợp hay sao ta? À, mời xây tài máy rồi mới lợp nóc. Mình gắt đà ngang ha, gắt cái gì à? Đồng tay. Mai là mai gần là gót gắt được. Mai xây cái nữa mới gắt đồng tay được. Mai xây mới gắt đồng tay. Vậy có đồng đó là đồng đó không? Có. Khi nào lợp đạt? Mốt.
Mốt lọc hả? Mai là xây thêm cái nữa, đổ đà xong mai xây. Xây gác đường tay xong rồi cái tô. Xây gác đường tay xong lợp rồi mới tô. Lợp xong rồi tô ha. Mình lợp mình tô ém cho cái khích tôn luôn. Ấm gài làm vất vả không? Mệt chết. Đạt chỉ đạo cái công việc nói không phải khen chứ Đạt chỉ đạo cái công việc chạy việc lắm. Cô bác của anh chị cũng từng thấy nhỏ con như chứ nhanh nhẹn lắm. Nói không ạ? Mai mốt mà có ai mà có xây liên hệ Đạt là xây nhà nha. Nó cái cột này đổ phải dư ra gì luôn á. Dư ra đây thì khoảng khoảng 10 cm, thì mờ khoảng 1 tấc, thì chừng nữa xây, nếu như mà xây thì chừng nữa cái này nó phải qua đây khoảng 1 lớp nữa thì nó sẽ vừa. Những cái cột là Đạt làm rất là chất lượng. Còn ở phần những cái phần gâu như thế này nè, là cái phần gâu này là mình chừa để xây tường nữa phải không anh? Đúng rồi, xây phòng. Xây phòng là từ đây qua bên đó đó ha, từ cái cột này qua cột đó. Vậy là khi nào mình xây phòng ta? Lợp rồi mình mới xây ở trong ha. Cái cửa này là chất lượng vô cùng. Cửa này là cửa sắt hả chị? Ồ, cửa sắt này tốt lắm á. Ở ngày gần bé Ngân rồi chị. À, cô bác anh chị thấy khung cửa này là khung cửa sắt. Thật ra thì cửa nhôm nó xài nó mau hư lắm. Cửa sắt Đạt nó mai mốt thì thợ còn lại đây hàng nữa mà. Hàng mấy cái khung ở đây nè. Sơn lại nữa. Rồi sau đó mình sẽ đi điện. Đi điện thì mình sẽ đi bằng điện cặp theo những cái lao phong ở trên này đó. Nhìn đất cả nhìn rộng ghê chị luôn. Nhìn thấy bây giờ ra hình cái nhà nhìn đẹp ghê ha. Sao thấy cái mẫu gì ok không? Được rồi, vậy là đẹp rồi. Vậy hả? Có ý kiến gì không? Không. À, thấy Đạt làm được không chị? Đẹp, nó làm nhanh luôn. Vậy hả? Nhanh nhưng mà Đạt có làm chất lượng không? Chất lượng. Không phải là có trên clip nói nhau mà không, hỏi có thiệt. Có đó, em nói là chị nói thiệt đó. Nó làm được lắm. Nó làm y như là cửa nhà. Làm y như cửa nhà đó hả? Mai mốt mà có lên biệt thự là cũng kêu nó cắt luôn ha. Làm gì có cửa lên đó. Có nhắn gửi vì gì với mà lại mấy chú không? Có gì nữa mà Mạnh Đồng Quân với lại mấy anh ở Mỹ Cam Ra gì gửi tiền cho chị cắt nhà, chị cảm ơn mấy người đó rất nhiều luôn á. Chú. Chú. Cảm ơn mấy chú đó rất nhiều. Nói chung là chị bằng cả đời chưa cắt được cái nhà đấy hả? Hả? Chị bằng cả đời chưa cắt được cái nhà đấy hả nữa. Sao không được? Cắt nhà nhỏ. Ừ, đúng thì nhà nhỏ vậy năm cũng hư. Nhưng mà vậy đó thì sau này khi mà mình có một cái đà rồi thì mình sẽ cố gắng. Cố gắng mấy chú thì chủ yếu là cho bé Ngân nó có chỗ. Thấy mình là nữ á, nữ là tắm rửa khó khăn. Sau này có nhà vệ sinh tắm rửa đồ vui không? Tắm trong nhà được rồi, khỏe. Khỏe ha. Cái phần sau này nè, thì nữa mình làm, mình trồng cây, trồng cối gì đó, trồng rau gì đó. Cái này là mình đang làm gì nè? À, có nghĩa là đang đóng cốt pha trên ha. Là lợp xong rồi mới xây nội thất ở trong. Rồi xây xong hết luôn mình mới tôn lược luôn. Tùy theo tình huống, mấy mình để trống mình tô trước mình bắt vàng như vậy. Rồi xong mình xây phòng cũng vậy. À. Để trống mình tô giáp dòng. Ê, Phan nghe, bú rồi. Vậy hả? Đừng cầm độ mẹ đi. Có nghĩa là mình tô ở ngoài trước luôn cũng được nữa. Nó là tôn rồi là tô được rồi. Dạ hả? Khi mà đợi nó cứng gặp đổ trơn ha. Rồi sáng giờ xây vậy mà xong cái này hôm qua anh đi hồi qua Bùi Hồ lại thì Đạt cái phần này chưa xong nè. Cái này mà xong luôn. À, cái này là cửa sắt hết Đạt. Nữa hàng gắn kiến gì không? Gắn hả? Kiến nó chia rồi nha. Ừ. Nói lần nè. Ê, đừng cho nó tặng không, chúng mình đứng cửa sao? Bữa nay là mấy ông thợ? Ba. Ba ông thợ. Rồi vậy đi đổ được. Miếng mình miếng cây màu. Nói chung là còn cái cửa này, cửa sổ này là sao đây? Cửa sổ, cửa sắt hay cửa nhôm? Nhôm hả?
thấy xây có trên này là chịu nè Đạt. Cái này là để mục đích là làm gì Đạt? Dằn cái đầu cửa mình á. À, cho nó không bị xé tường hả? Thường nếu mà nó mình không dằn nó bị xé cái góc này. Xé ngay góc nè. Xé ngay cái góc này. Bao nhiêu năm nó sẽ xé? Hình xui tùy theo cái làm cứng hay không cứng. Ừ. Rồi còn cái phần sao mình xây cột cho nó dư nhiều á, anh này không biết hỏi. Có nghĩa là tại mình xây tường 10 thì nó lún một 10 phân phải không? Ừ. 10 tấc. Mình xây nửa cây cột, còn nửa cây cột. Ừ. Đổ đà trên này nhìn cứng ghê đó. Chiều nay tiến hành là đổ hết cái phần này luôn hay sao? Chút xíu nữa xong hết hả? Ừ, cái này dùng đổ đà này chừng 2, bao xi măng 2 lâu rồi gọi mẹ. Mà thấy mấy anh thợ này anh làm chất lượng á. Cái đó là bên đó còn dư gâu là sao đây? Muốn xây vách phòng á. Bên đó, nhưng nó mình xây phòng bên đây mà. Ừ, xây phòng bên đây. Nhưng mà bên đó còn dư gâu kìa. Cái mé. Hả? Mé của cái cửa buồng á. À hiểu rồi, có nghĩa là cái cửa buồng đi vô á phải không? Làm mình làm cái hình, làm cái hình công đấy. À hiểu rồi. Để cho nó có điểm bán với cô bán bên chị. Cái cửa này nè, hôm trước mình thấy nó nhỏ nhưng mà hai cái cửa này ra nó cũng 2 mét thôi đây. Ừ. Cái búa nó xích á, bằng cái đâu. Cái búa nó xích, nó xích nha. Biết rồi. Nói chung là làm chất lượng. Cố gắng lên bơi đồ lên, nhìn lên hình nhà đẹp là được ok rồi. Để quay cái thước phim này cho cô bác quý anh chị xem để thấy về cái kết cấu của bên trong. Đôi khi thì mình quay không thấy cái kết cấu của bên trong cái nhà thì mình không, mình nhìn ở bên ngoài thì mình không thể nào mình hiểu được cái nhà đó được xây như thế nào. Nên là ngỡ ra mỗi cái nhà, cái làm cái nhà thì cái chất lượng của cái nhà là nó quan trọng nhất luôn á. Để nó có độ bền. Đó, bây giờ mấy anh thì vẫn đang tiến hành đổ cái đà kiền ngang ở trên kia, đang cố định cái phần gập lại. Thì sau đó ngày mai thì sẽ có ngày mai sẽ xây thêm một lớp gạch nữa, thì ngày mốt sẽ bắt đầu là kéo lên, thì bây giờ nó thành một cái nhà ngon lành luôn. Rồi biết dạy có chưa? Mỗi người mỗi công việc hết, cô bác với anh chị. Chị Loan còn khoảng nửa tháng nữa là ngon dọn vô ở được rồi. Nửa tháng nữa là ghi sách rồi. Vậy hả? Lúc đó có ăn bằng gà vịt gì không? Sao không biết? Hả? Đây là đưa hẳn lên đi, lấy từ từ lên luôn chứ. Có nghĩa là có ăn tăng gia vô không? Có hả? Ăn mời em không? Chị có tiền đâu thì tới nửa mua gì ít ít nấu ăn. Nói chơi chị á. Ui dạ nấu. Em thợ mới uống nước xong hả chị? Mới uống xong. Dạ. Nhưng mà xây này là ở đây là có cây xoài này mát nè. Mát. Ở đâu đó. Cây xoài này đốn để nửa lọ thiết thì nó đốn xài. Dạ. Có một người ra ngoài mới được, có một người ra phải học ngoài trước. Có tôi đây. Có một người đầu kìa. Cái này là Sài Gòn chuyển về hết rồi ha. Dạ, đúng lên đây. Đúng cái này là đây. Này là đoàn tay chứ. Còn cái này là tôn lạnh ha. Tôn lạnh phần này là phần công ở ngoài máy đó. Còn cái này là dài ngoài kìa. Vậy hả? Dài lấy bình đường. Không, mệt anh làm. Thấy xây này vui không? Vui. Thấy làm từ thiện này sao? Thì nó trong mình nó cũng thấy thoải mái cho bà chủ nhà kìa, bà về bà ở kìa. Mùa mưa rồi tới rồi. Tranh thủ. Và may mắn cái là hổng ngày hổng mưa ha. À, không mưa. Mà nắng quá cũng cực. Xây đảm. Xây nằm trống à. Quay lên cho cô bác quý anh chị nhìn ở đây nè. Nói chung là cao lên lắm cô bác của anh chị, thì nữa đạt á nó sẽ xây lên hai cái bậc này đó. Thêm hai bậc này đi bậc lên để bước lên cho dễ dàng. Hồi trước này thì cái phần ngoài trước này sẽ che mái cho đến ngoài trước này luôn. Có nghĩa là che thòng ra đến ngoài trước luôn á.
khuất luôn á. Thành nữ gà nhà này thì khó bị tạt ha chú Thanh. Khó tạt lắm phải không Đạt? Nhà này khó bị tạt nước mưa lắm không? Làm sao để cho tạt được? Cái này cũng như mình che cái máy ra tới đây nè, không ra đây nè. À. Tạt cái phần đó mình làm thấp hơn cái nhà lớn. À. Nó tạt vô nó cũng ra ngoài. Ồ, có nghĩa là nghiên cứu Đạt nghiên cứu cái phần ngoài trước này nè. Nó thấp hơn cái phần nhà bên trong. Nó tạt một chút đỉnh thì nó cũng văng ra ngoài hết à. À. Có nghĩa là cái phần này là Đạt làm thấp hơn ở trong một phân hai phân như thế nào. Đó, cô bác quý vị thấy nha. Nói chung là hôm nay thì đến đây hỏi vậy quay cho cô bác quý vị xem được vậy nghe Đạt. Có nói là gì không? Thôi làm đi nha. Thôi chào chứ, xin chào cô bác quý anh chị và hẹn gặp lại. Chắc mai mốt lợp nhà xây phòng rồi xong hết thì hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở những video clip sau nha. Đó đẹp lắm luôn á.